Kính chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Tăng Alex sẽ quay vài nét về đường Phạm Thị Liên ở phường Kim Long, thành phố Huế. Phía trước các bạn có thể thấy đường Phạm Thị Liên. Ngày nay đường Phạm Thị Liên ở phường Kim Long, thành phố Huế được làm lại rất là đẹp các bạn. Phía trước là trung tâm giám định tâm thần ở thành phố Huế. Kế bên là giáo sư Kim Long các bạn. Các bạn có thể thấy đường Phạm Thị Liên ngày nay làm lại rất là đẹp. Cái khu phía trước đó là bệnh viện tâm thần thành phố Huế. Và con đường Phạm Thị Liên đi tới đằng kia là chợ Kim Long các bạn. Ở chợ Kim Long bán cũng khá là đầy đủ các bạn. Và sau đây Tăng Alex sẽ quay vài nét về con đường Phạm Thị Liên ở phường Kim Long, thành phố Huế và ghé qua chợ Kim Long, mời các bạn đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.